Chào các con, hôm nay cô và các con sẽ tìm hiểu chủ đề tiếp theo, đó là vẽ hình tròn. Nội dung của bài học hôm nay gồm có: nội dung thứ nhất là tìm hiểu về hình tròn. Nội dung thứ hai là lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ ở tâm. Nội dung thứ ba là lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ nằm trên đường tròn. Và nội dung thứ tư đó là nội dung thực hành. Nào, bây giờ cô và các con cùng bước vào nội dung số 1. Một số kiến thức về hình tròn. Cô có hình sau đây gọi là hình tròn. Như vậy, một hình tròn bao giờ cũng có một số thành phần sau. Thứ nhất, tâm hình tròn là điểm chính giữa hình tròn. Cô có tâm hình tròn ở đây là tâm O. Thứ hai, bán kính hình tròn là khoảng cách từ tâm hình tròn đến một điểm bất kỳ trên đường tròn. Cô lấy ví dụ, cô có bán kính sau đây, tức là khoảng cách từ tâm hình tròn đến một điểm bất kỳ nằm trên đường bao quanh của hình tròn. Cô mời các con sẽ quan sát hình tròn sau. Và từ đó, các con hãy xác định tâm và bán kính của hình tròn này. Sau khi các con đã quan sát, thì chúng ta nhận biết được tâm của hình tròn ở đây là tâm O và bán kính là OA và OB. Như vậy, chiều dài của bán kính OA và OB đều bằng nhau và bằng 100. Vậy đoạn thẳng AB được gọi là gì? Đoạn thẳng AB được gọi là đường kính của hình tròn. Chúng ta cũng có thể hiểu là đoạn thẳng mà đi qua tâm cắt đường tròn tại hai điểm thì đoạn thẳng đó được gọi là đường kính của hình tròn nha các con. Đường kính thì bằng hai lần bán kính. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát hai hình tròn sau. Hai hình tròn này được vẽ bằng phần mềm logo. Các con hãy quan sát và cho cô nhận xét về hai hình tròn này. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con ha. Ở hình tròn thứ nhất thì chúng ta dễ dàng nhận thấy ở đây là hình tròn có bút vẽ nằm ở tâm. Ở hình tròn số 2 là hình tròn được vẽ bằng phần mềm logo và bút vẽ là nằm ở trên đường tròn. Vậy để thực hiện vẽ hình tròn có bút vẽ ở tâm và hình tròn có bút vẽ nằm trên đường tròn thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung tiếp theo, đó là lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ ở tâm. Ví dụ, để vẽ hình tròn có bán kính 100 thì ta gọi lệnh sau: cycle cách 100. Như vậy 100 ở đây là bán kính của hình tròn. Vậy cấu trúc lệnh để vẽ hình tròn có bút vẽ nằm ở tâm đó là cycle cách chiều dài bán kính. Ở đây chiều dài bán kính có thể thay đổi và lệnh cycle là lệnh cố định ha. Bây giờ cô sẽ thực hiện vẽ hình tròn có bút vẽ ở tâm. Cô mời các con cùng quan sát. Đầu tiên cô khởi động phần mềm logo. Để vẽ hình tròn có bút vẽ ở tâm, tại ngăn gõ lệnh, cô gõ lệnh cycle cách chiều dài bán kính, ví dụ là 100. Cô bấm Enter. Như vậy cô vừa thực hiện xong lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ nằm ở tâm ha. Nội dung tiếp theo đó là lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ nằm trên đường tròn. Ví dụ, để vẽ hình tròn có bán kính là 100 thì cô thực hiện như sau. Tại ngăn gõ lệnh, cô gõ cycle 2 cách 100. Như vậy cấu trúc ở đây là cycle 2 cách chiều dài bán kính. Cô cũng thực hiện trên máy tính. Cô mời các con cùng quan sát.
Để vẽ hình tròn có bút vẽ nằm trên đường tròn thì lệnh chúng ta vẽ ở đây là cycle 2. Cách chiều dài bán kính. Ví dụ cô lấy chiều dài bán kính là 120. Vậy cô vừa hướng dẫn các con vẽ hình tròn có bút vẽ nằm ở trên đường tròn. Cô và các con cùng tìm hiểu sang nội dung tiếp theo, đó là thực hành. Với các lệnh vừa học, em hãy điều khiển bút vẽ thực hiện những hình vẽ sau trên màn hình máy tính. Ở đây gồm 4 câu là A, B, C, D. Đầu tiên là câu A. Các con sẽ quan sát thấy là bút vẽ nằm ở tâm hình tròn. Các con sẽ thực hiện vẽ hình tròn số 1 tiếp theo để thực hiện vẽ hình tròn số 2. Các con sẽ thực hiện thay đổi chiều dài của bán kính. Ví dụ như lúc đầu các con cho chiều dài là 100 bước đi, thì ở hình tròn số 2 các con sẽ cho chiều dài là 110 bước. Lần lượt ở hình tròn số 3, số 4 và số 5 và số 6 thì các con cũng làm tương tự, đó là các con sẽ thực hiện thay đổi chiều dài bán kính. Sang câu B, các con quan sát ở đây các con cũng dễ dàng thấy là bút vẽ nằm ở tâm. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên các con sẽ vẽ hình tròn có bút vẽ nằm ở tâm. Tiếp theo các con phải di chuyển bút vẽ một đoạn và thực hiện tiếp hình tròn số 2. Lệnh di chuyển ở đây tức là lệnh cho bút vẽ đi thẳng. Mà lệnh cho bút vẽ đi thẳng có tên lệnh là gì? Là FD. Và sau đó thì lần lượt các con sẽ thực hiện di chuyển bút vẽ một đoạn và vẽ các hình tròn còn lại. Sang câu C, các con quan sát thấy là ở đây là lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ nằm ở đâu? Ở trên đường tròn ha. Cách thực hiện, đầu tiên thì các con sẽ vẽ hình tròn số 1 có bút vẽ nằm trên đường tròn. Sau đó các con sẽ thực hiện di chuyển một đoạn thẳng và lần lượt vẽ hình tròn số 2. Sau khi vẽ hình tròn số 2, các con cũng thực hiện di chuyển một đoạn thẳng và vẽ hình tròn số 3. Lần lượt sẽ thực hiện tương tự cho các hình tròn số 4, số 5 và số 6. Đối với câu D, các con quan sát câu D là các con sẽ thấy ở đây có 6 hình tròn và bút vẽ là nằm ở trên đường tròn. Cách thực hiện là các con sẽ thực hiện vẽ hình tròn số 1 có bút vẽ nằm trên đường tròn. Sau khi vẽ xong hình tròn số 1, các con sẽ thực hiện quay bút vẽ một góc và vẽ tiếp hình tròn số 2. Lần lượt các con sẽ vẽ hình tròn số 3, số 4, số 5 và số 6. Như vậy các con phải tính được góc quay của bút vẽ là bao nhiêu. Để thực hiện tính góc quay của bút vẽ thì các con sẽ lấy số đo của một hình tròn bao xung quanh, tức là 360 độ, chia cho 6 lần quay của bút vẽ. Vậy chúng ta có tham số quay của bút vẽ là 60 độ. Bây giờ cô sẽ thực hiện câu D cho các con cùng quan sát. Đầu tiên cô sẽ vẽ một hình tròn có bút vẽ nằm ở trên đường tròn. Thì lệnh có bút vẽ nằm ở trên đường tròn là cycle 2. Ví dụ bán kính cô cho là 90. Sau khi vẽ xong hình tròn số 1, cô sẽ thực hiện quay bút vẽ một góc để vẽ tiếp hình số 2. Góc ở đây chúng ta đã tính được là 60 độ, có thể quay trái hoặc quay phải đều được. Ở đây thì cô thực hiện cho bút vẽ quay phải là rãnh RT cách 60. Sau khi quay xong thì bút vẽ lại tiếp tục thực hiện lệnh vẽ hình tròn của bút vẽ nằm ở trên đường tròn là hình tròn số 2. Tương tự các con thực hiện đến hình tròn số 6 ha. Như vậy cô vừa thực hiện xong câu D, các câu khác các con cũng thực hiện theo hướng dẫn của cô. Qua bài học hôm nay thì các con xem và ghi nhớ lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ nằm ở tâm và lệnh vẽ hình tròn có bút vẽ nằm trên đường tròn. Nếu nhà bạn nào có máy tính thì các con thực hiện trên máy tính, hoặc nhà bạn nào không có máy tính thì các con thực hiện trên vở của mình và chụp hình gửi cho giảng viên. Đồng thời các con xem chủ đề 14 vẽ hình elip trang 52. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các con.